Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chỉ một cái bí quyết nhỏ để giúp cho cái bắp chuối khi mà mình bào ra nó được trắng nè, và nó không có bị xìu xuống ha. Nó trắng và nó giòn và mình để được lâu, khoảng 1-2 tuần luôn mà bắp chuối vẫn trắng, không có bị thâm đen trở lại nè. Không cần chanh, muối hoặc là giấm gì hết. Mời các bạn xem video nha, cũng như là đăng ký kênh để luôn nhận những video mới nhất mỗi ngày của mình. Mình chuẩn bị cái bắp chuối. Thì bắp chuối này các bạn có thể dùng bắp chuối sim hoặc là bắp chuối sáp gì cũng được, hai loại bắp chuối mà mình ăn được á. Mình sẽ tách bớt ha, tách bớt cái phần vỏ ra. Mình tách khoảng chừng 3 bẹ rồi cắt bỏ cái cùi này đi. Cái phần nhọn này nè, các bạn gọt bớt cho nó bỏ bớt cái phần già đó. Rồi mình chuẩn bị cách đầu tiên, một ít cây lá xà lách ha. Rồi bây giờ mình sẽ lặt cho nó vô một trong một cái thau nước. Một cái mẹo rất là hay, cái mũ của xà lách cộng với nước nó sẽ làm cho bắp chuối nó trắng. Rồi bây giờ mình sẽ bào bắp chuối ha. Các bạn bào cho trực tiếp vô trong cái thau nước luôn. Và trong thau nước này là nước lọc bình thường ha, không cần giấm hay là chanh gì hết. Đây mình bào vô vậy nè. Vừa bào các bạn sẽ thả vô trong nước liền nha. Ăn nhiều quá thì các bạn chuẩn bị nhiều. Hôm nay thì mình dùng một cái bắp chuối. Bắp chuối này cũng lớn lắm, gần 2kg luôn á. Rồi mình bào mình thả vô, ngâm trong nước. Và một cách thứ hai nữa thì mình chuẩn bị một cái thau nước lọc bình thường, nước sạch á. Rồi các bạn cũng bào trực tiếp vô. Nước này hoàn toàn không có giấm hoặc là chanh gì hết. Mình vừa bào mình vừa thả vô, phải cho nó ngập trong nước. Tại vì á, bắp chuối mà nó đen á là do nó bị phần mủ. Mình bào á mà mình thấy cái phần mủ nó ra cái nước nè, nó hơi đen lại thì các bạn vớt lên nha, không có để lâu. Khi mà mình rửa trong nước vậy á thì bắp chuối nó sẽ sạch. Và mình thả ngay vô trong cái thau nước kế tiếp. Các bạn bào chừng nửa bắp thôi là mình vớt qua cái thau nước sạch mới. Rồi tiếp tục mình sẽ bào tiếp. Mà các bạn nhớ bào mình chừng nửa bắp thì mình phải tách nó ra ha, đừng có bào lấy cái phần trái. Cái phần trái chuối non sẽ bị chát á. Mình làm vậy thì hạn chế được cái chát. Mình chỉ lấy cái bẹ chuối thôi, cho vô trong nước vậy á, mình rửa nhiều nước. Rồi bào xong hết rồi nè. Thì các bạn hồi nãy giờ mình dùng hết hai thau nước ha, mà mình bào xong hết bắp chuối. Khi mà các bạn bào nhiều á thì mình dùng cái thau nó hơi lớn hơn để mình rửa cái phần mủ. Rồi mình sẽ thả qua cái thau nước kế tiếp. Đây là cái thau nước thứ ba. Và thau nước thứ ba này á, mình chuẩn bị cái thau hơi lớn để cái nước cuối cùng này mình sẽ rửa cho thật là sạch. Các bạn thấy bắp chuối mình vớt lên nó trắng hoàn toàn ha, không có bị thâm đen. Còn cái thau nước mà có xà lách á thì mình rửa mình không cần phải rửa nhiều, mình chỉ cần rửa hai nước thôi là nó trắng rồi. Vớt qua thì có xà lách này các bạn sẽ trộn gỏi hoặc là trộn rau ghém á, thì thích hợp hơn. Mình hạn chế được cái phần nước rửa nhiều. Còn cái phần bên đây thì các bạn sẽ ngâm 5 phút nha, ngâm trong cái thau nước sạch nè. Mình ngâm để cho nó ra hết cái chất mủ. Làm vậy thì bắp chuối của mình nó sẽ không thâm đen. Khi mà mình để mình vớt cho nó khô ráo lên á, nó không có bị đen trở lại. Và nước hoàn toàn sạch ha, thì bắp chuối nó mới trắng được. Đây mình để mình ngâm 5 phút thì bây giờ vớt lên luôn. Bắp chuối lúc này nó sẽ trắng hoàn toàn. Vớt lên các bạn cho nó qua cái gỗ cho nó ráo cái phần nước này. Làm vậy thì khi mà bắp chuối mình để lâu á, nó vẫn trắng. Bắp chuối ráo nước rồi nè,
thì làm cái cách này á, nó sẽ hao nước hơn chút xíu, nhưng mà các bạn làm á, không cần phải tốn chanh giấm. Và bắp chuối của mình nó giòn ngon. Và cái thao mà có xà lách á, nếu như các bạn dùng với muối và giấm hoặc là chanh thì nếu mình phải ăn liền trong ngày, còn mình để cất bảo quản á, thì nó sẽ bị dịu lại, nó không còn giòn nữa, rất là trắng luôn. Và mình sẽ để vô tủ lạnh, mình bảo quản được từ 1 cho đến 2 tuần. Các bạn sẽ bỏ vô trong bọc á, mình buộc cho thật là kín nha. Trắng tinh luôn, hoàn toàn không bị thâm đen. Và đến đây thì mình xin kết thúc video nha. Mình chúc các bạn có thêm một mẹo hay, một bí quyết mới lạ để giúp cho bắp chuối trắng, giòn mà không bị thâm đen. Rồi xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.